Còn những chỗ này ban chỉ huy, còn nhà thằng Long thì có thính chính lo. Các đồng chí hãy nhớ cho, dù được trung đoàn yểm trợ, quyết định của trận này vẫn là lực lượng của quần chúng. Em lên. Dạ, tôi đi chú Tám à. Chú làm gì trong vườn nhà tôi? Dạ, con vợ tôi nó có chữa. Dạ, nó thèm ăn thịt ếch. Ếch trái gì ở đó? Chú muốn gì? Có biết nè, mau mà không tung tới ngay bây giờ. Sau Linh đi với chị Chính, em hai người tới chỗ bữa trước á, tới chỗ bữa trước nó nhớ chưa? Tôi biết thằng nhỏ nó làm nhiệm vụ cảnh giới, tôi lừa được nó, tôi để nhẹ nó, tôi chết một cách ngon. Chú có nhà không chú? Chú Tám ơi, tất cả các nhà, ngăn chặn tất cả các đường, chúng chạy chưa xa đâu. Dạ. Để cháu lo, lính nó tới rồi. Chú quay trở lại khúc sông có hầm bí mật dự bị.
không biết chú Tám với thằng Năm có. Chú giữ mặt này, cháu đâu phó mặt kia. À, em giùm chị nghe.
dân chúng, tôi cho phép ông được nói vài lời cuối cùng. Xin chú Thím chị Chính, tôi hứa là tôi sửa lại cho chị cái mái nhà. Nhưng chú lầm, tôi có lỗi với chú, tôi có lỗi với chú vì tôi không bảo vệ được chú. Xin chú, xin bà con hãy thứ lỗi cho tôi nghe. Xin bà con hãy thứ lỗi cho tôi. Xin bà con hãy thứ lỗi cho tôi. Anh Tám, anh Tám ơi. Cháu mới có lỗi với chú, cháu đã không làm tròn nhiệm vụ. Những cái xẻng đất trút xuống đầu ông Tám hôm nay, bà con hãy ghi nhớ, hãy giữ lấy, để chúng ta có dịp sẽ trút xuống đầu chúng nó. Cảnh đó sẽ không còn bao lâu nữa, tôi rất tin như vậy. Chỉ tiếc rằng tôi không còn có dịp nhìn thấy cảnh hai miền thống nhất. Bà con ở lại mạnh giỏi, bà con ở lại mạnh giỏi. Xin chào bà con, xin chào bà con, xin chào bà con. Lôi nó lên. Mày đâu chết sớm vậy được. Tao sẽ dành cho mày một cái chết khác, đúng với tầm cỡ của mày hơn. Tôi là Trần Hoài Sơn, phóng viên tại Sài Gòn. Thưa quý vị, trước mắt tôi là một chị trạc ngoài 30 tuổi đang bồng một bé gái rất xinh. Và đây là câu hỏi đầu tiên của tôi. Thưa chị thấy cuộc hành quyết hôm nay như thế nào? Lại lại ông Tám đi con rồi về. Lại đi con. Lại đi con. Lại ông Tám đi con. Chị Chính, tôi hứa giúp chị sửa lại cái mái nhà. Chú Lâm, tôi có lỗi với chú, tôi đã không bảo vệ được chú. Xin bà con hãy thứ lỗi cho tôi. Dân chúng họ sẽ kiện tòa vì tôi đã làm quá những điều mà luật pháp của chính phủ quốc gia đã ban hành. Điều đó tôi cứ an tâm. Tôi nên nhớ rằng tính mạng của họ nằm trong tay mua. Họ muốn làm cái gì họ phải nghĩ đến mua. Họ biết mua còn hơn chính họ biết họ. Và lại đối với bọn Việt Cộng chỉ cần hai chữ nó chạy, thế là mọi việc êm xuôi. Chiến tranh mà, tôi không hiểu được điều đó sao?
con nghĩ gì về cái chết của ông già Việt Cộng? Một nghĩ là ông già tám quyền đó không chết. Sao? Con muốn nói gì? Mong muốn hiểu rõ hơn. Chẳng lẽ tôi không nhìn thấy nhân dân trước cái chết của ông già tám đó sao? Mọi sự giết chết hình ảnh ông già tám ngay trong lòng họ. Với mọi giai đoạn quyết liệt này của lịch sử, đây mới là trận bắt đầu. Chỗ có dấu hỏi mà các đồng chí yêu cầu, chúng tôi đã cho điều tra một cách chuẩn xác. Đây là ban chỉ huy chi khu Trần Địa Pháo, phòng trường tin, trại giam. Ông già tám, một con người mà ta tưởng là bị lãng quên, bị ruồng rẫy. Ta muốn đưa tay kéo lấy ông ta, nhưng thật không ngờ những cái gì khiến ông ta thản nhiên trước cái chết và những gì sẽ xảy ra sau cái chết của ông ta. Sơn, tôi đang nghĩ gì? Uống đi chứ. Tôi không nghe thấy gì đang xảy ra chung quanh ta đó sao? Gió chướng đang tràn về. Ngọn gió này thường gợi lên trong lòng mình một nỗi cô đơn, nhưng chiều nay cũng ngọn gió này lại gợi cho mình một nỗi đau. Cuộc chiến này dữ dội quá. Tôi hay nhìn trời chiều kia, nó đang bừng lên một cách gay gắt, nhưng nó sắp tắt rồi. Chiều nay mình cũng thấy chán chường, mình cảm thấy không chịu nổi nữa, mình muốn đi. Tôi định trở về Sài Gòn. Đi đâu cũng được, miễn là đi khỏi nơi này. Chiều nay mình cũng cảm thấy khó chịu. Nếu chiều nay không có Sơn ở đây, mình chẳng biết ngồi uống với ai. Thôi, đó là chiến cuộc, gạt nó qua một bên. Uống đi. Đổi nhạc đi cô em. Trông hôm nay dễ thương thế. Những cái xẻng đất trút xuống đầu ông Tám hôm nay, bà con hãy ghi nhớ, hãy giữ lấy, để có gì chúng ta trút xuống đầu chúng nó. Tôi tin ngày ấy sẽ không còn bao lâu nữa. Em đến sớm quá vậy? Em sợ chúng nó đợi. Sáu, em núp đi, núp đi. Chị Sáu nào bay? Chị muốn thử tụi em hả chị hai? Chị biết tụi bay quá rồi, cần chị phải thử. Các em đợi chút, chị ấy sẽ ra gặp bây giờ.
Thì sao? Tụi em có mặt đầy đủ. Chú Tư Mạnh hả Bổn? Dạ thưa Mạnh, cảm ơn chị Sáu. Bộ các em mới nhậu rượu đó hả? Dạ đâu có chị Sáu, chị có nhậu với nhau một đôi lần. Khi em nhớ đến ngày thằng Đại Quý Long nó bắn chết ông ngoại em. Có lần em buồn, em rủ tụi nó núp sau giường nhà ông Sáu, định bắn nó. Rồi ra sau thì ra, nhưng không ngờ trên xe lại có ông Tám Quyện. Tội nghiệp ông Tám, cả đời cực khổ, ông chỉ có tay không thôi. Vậy mà ông nói là ông có lỗi vì không cứu được anh đâu. Chị, em xin hỏi chị, trong khi đó thì chị biểu tụi em phải làm cái gì bây giờ? Chị trả lời cho tụi em biết đi. Các em hãy giữ lấy, rồi chị sẽ giao việc cho các em. Dạ. Người nhà ông Long có người sắp sanh, biểu tôi kêu giùm. Mấy cậu hút chơi, chà gác đêm chắc là buồn ngủ lắm à. Dạ. Má số 5, cảm ơn má. Nè, bữa nào mấy cậu có rảnh đó mời tới nhà tôi nhậu chơi. Dạ, nha. Dạ. Lai rai vài ba xị dạ, vậy mà. Dạ. À. Bây giờ là gì? Là muốn làm nhân chứng của lịch sử. Mà muốn vào trong kia một chuyến. Một cuộc phiêu lưu của nhà báo để làm gì? Để tìm hiểu đôi bên. Bên này mọi hiểu đã chán chê rồi. Hiểu từ tổng thống đến người lính. Còn phía bên kia, ngoài tòa không toàn tánh mạng. Ai sẽ bắn moa? Biết đâu được, chiến tranh mà. Viên đạn kẻ nào bắn moa, viên đạn ấy sẽ giúp moa hiểu. Có sao đâu. Nếu trước khi chết mà biết được trên cõi đời này ai đúng, ai sai thì có gì là ân hận. Sơn à, mò nói thật nha, mò thấy tòa khác xưa quá. Thời gian vẫn trôi mà mình vẫn đứng một chỗ, đó là điều đáng sợ. Mò thấy gần đây tòa đã xa bọn mò rồi. Không phải gần đây mà đã từ lâu rồi. Mò với tòa giống nhau là không thích sự có mặt của người Mỹ. Nhưng mò khác tòa một điểm, quân đội quốc gia không làm cho mò có cảm tình. Thật vậy sao Sơn? Tòa nổi nóng mà làm gì? Thằng nhỏ thức bây giờ. Mò hát tôi nghe nhé. Đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dựng trôi lắng nghe. Đại bác đêm đêm ru da thịt vàng, đại bác nghe quen như câu dạo buồn. Trẻ thơ chưa lắm để thấy quê hương, hàng vàng tấn bom trục xuống vườn bông. Hàng vàng tấn bom. Cái gì đó? Bác Chính với cô Út đi đâu đó? Hãy ngồi yên.
Nhưng bà là ai? Là người mà chú nói cái mạng còn lớn đó. Đây, Sao Linh. Xin cô đừng bắn tôi ở đây, trước mặt vợ con tôi. Trước đây mày đã từng bắn giết, mày đã chôn sống ông Tám. Mày có nghĩ được như vậy không? Còn chị bồng đứa nhỏ. Thôi đi, anh. Còn anh, nếu anh muốn làm nhân chứng, xin mời anh đi với chúng tôi. Anh ơi, anh ơi. Sáu ơi, xin cô thương mẹ con tôi mà tha tội cho anh. Chị hãy đứng lên dỗ cháu đi, đừng để cháu sợ. Chỉ có con đường đói công chuộc tội mà thôi. Xin cô cho tôi được nói lời cuối cùng. Chúng tôi đang giữ anh Năm Bờ, người chồng chưa cưới của cô. Vậy chúng ta trao đổi. Long, ông nên nhớ, chúng tôi đến đây đâu chỉ vì một mạng người. Cho đến bây giờ mày vẫn chưa hết ngu xuẩn. Mày thì mày chỉ nghĩ đến mạng sống cho riêng mình. Mày không nghĩ đến tính mạng của hàng trăm con người ở chi khu đang bị bao vây sao? Long, cháu à, 30 năm trước với đôi tay này dì đưa cháu ra đời, và bây giờ cũng với đôi tay này dì muốn đem cháu trở về với cách mạng. Cháu hãy kêu gọi hết binh lính của cháu ra đầu hàng đi. Cháu hãy nghe dì. Kìa, vợ cháu đang bị ngất. Hỡi các chiến hữu, hỡi các chiến hữu, tôi là đại quý Nguyễn Văn Long, chỉ huy trưởng chi khu, có đôi lời khẩn thiết cùng anh em. Hiện nay quân giải phóng đã dây chặt chi khu với nhiều súng lớn sẵn sàng nhả đạn. Nếu các anh em không chịu buông súng ra khỏi đồn, hỡi các chiến hữu, tôi là đại quý Nguyễn Văn Long, có đôi lời khẩn thiết cùng anh em. Hiện nay quân giải phóng đã dây chặt chi khu với nhiều súng lớn sẵn sàng nhả đạn. Nếu các anh em không chịu buông súng ra khỏi đồn, hỡi các chiến hữu, hỡi các chiến hữu, tôi là đại quý Nguyễn Văn Long, chỉ huy trưởng chi khu, anh em không cần tao bắn chết bỏ. Có đôi lời khẩn thiết cùng anh em. Các anh em không chịu buông súng ra khỏi đồn, hỡi các chiến hữu, hỡi các chiến hữu, bạch má của tôi luôn, bạch má của tôi luôn, tôi luôn đây, bạch má đại quý chỉ huy trưởng của chúng tôi đã đầu hàng quân giải phóng, đang kêu gọi anh em binh sĩ dưới quyền buông súng đầu hàng. Dạ, anh em binh sĩ đã hưởng ứng đầu hàng quân giải phóng, xin quý giật ngay, xin quý giật ngay. Ok. Hola. Hãy
tôi xuống hầm cho quý việc đi. Thua lộ đâu? Báo cáo anh Sáu, địch trên chiến khu kêu chiến hạm Mỹ hủy diệt chiến khu. Alo, alo, anh Bảy Khai đâu? Lệnh trung đoàn cho hủy diệt ngay phòng truyền tin chiến khu. Cho hủy diệt ngay phòng truyền tin chiến khu. Đồng thời cho một đơn vị đặc biệt phụ trách phá cửa trại giam sớm hơn giờ quy định. Và cho chiếc xuồng gắn máy do bé Ba đặc trách sẵn sàng làm nhiệm vụ. Tình yêu của họ đẹp biết chừng nào.